Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em về một hiện tượng của một bức tranh chảy dầu. Bức tranh đó là hình ảnh của Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Có một lần, có một giáo dân đã thấy từ bức tranh chảy dầu ra, và kể từ đó cho đến bây giờ bức tranh vẫn luôn luôn chảy dầu. Đây là một hiện tượng lạ. Quang Hải xin gửi đến quý vị và anh chị em chúng ta xem qua. Lạy mẹ hằng cứu giúp con đến y a khẩn cầu. Trước tôn nhan mẹ nay lòng con thêm niềm tin mẹ. Lạy mẹ hằng cứu giúp con thấy trên tay mẹ hiền. Đức Chúa Giêsu đấng quan nhân ban tràn hồng ân. Maria mẹ hằng cứu giúp, lời mẹ cầu Chúa vẫn lắng nghe. Lời mẹ thật là dịu êm, rất thân thế. Ôi Maria, xin mẹ chờ che, và dù thương nhân ý con xin, cần mẹ ý a truyền cầu. Ngước trong lên mẹ vẻ đẹp tươi tốt lành biết mấy. Lạy mẹ hằng cứu giúp, mẹ Chúa Giêsu dịu hiền, xin hãy kêu xin đấng yêu thương muôn người trần gian. Ôi Maria mẹ hằng cứu giúp, lời mẹ cầu Chúa vẫn lắng nghe. Lời mẹ thật là dịu êm, rất thân thế. Ôi Maria xin mẹ chờ che, và dù thương nhân ý con xin, khẩn mẹ ý a truyền cầu cùng Chúa. Chúa vẫn lắng nghe, lời mẹ thật là dịu êm, rất thân thế. Ôi Maria, xin mẹ chờ che, và dù thương nhân ý con xin, khẩn mẹ ý a truyền cầu cùng Chúa. Mẹ cầu Chúa vẫn lắng nghe.
lời mẹ thật là dịu êm, rất thân thế. Ôi Maria, xin mẹ chở che, và dù thương nhân ý con xin khấn mẹ ý a truyền cầu. Thank you.
cất ý a lời kinh với bao tâm hồn cũng hoa câu kinh mừng sốt mê lấy mẹ đầy quyến thế mẹ Chúa mến yêu tuyệt vời xin đói thương nghe tiếng chung con van nài ngày đêm ôi Maria mẹ hằng cứu dương lời mẹ cầu Chúa vẫn lắng nghe lời mẹ thật là dịu êm rất thân thế ôi Maria xin mẹ chờ che và dù thương nhân ý con xin khấn mẹ ý a truyền cầu cùng Chúa ôi Maria mẹ hằng cứu dương lời mẹ cầu Chúa vẫn lắng nghe lời mẹ thật là dịu êm rất thân thế ôi Maria xin mẹ chở che và dù thương nhân ý